KMTN Online. Chào tất cả các bạn, trở lại những series kiếm tiền bằng điện thoại của Thân Nguyễn. Thì hôm nay tiếp tục chủ đề thì mình giới thiệu bạn một cái series để giúp bạn kiếm tiền trên điện thoại rất là hay, cực kỳ đơn giản. Đó là ứng dụng Fronto. Thì Fronto là một ứng dụng có thể giúp bạn kiếm tiền rất là đơn giản. Bạn chỉ cần mở ra, nó cũng như một màn hình khóa. Bạn chỉ cần mở ra hàng giờ và hàng ngày thì bạn sẽ có những cái phần thưởng hấp dẫn. Đây trang chủ đó. Thì cái này là một cái mình đang mới cài và mình nhập một cái mã của một người bạn. Đó. Thì cài đặt cũng đơn giản thôi, bạn chỉ để tí nữa xong cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây, khi các bạn cài đặt xong các bạn sẽ có cái mã này. Đó. Thì các bạn chia sẻ mã đến bạn bè của bạn thì bạn sẽ được 1250 điểm. Bạn giới thiệu bạn bè nè, đó. Rồi, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để thì trước tiên hướng dẫn các bạn thì mình sẽ cho các bạn xem những cái đây là phần cá cược điểm nè, đó, bạn sẽ cá cược, rồi bạn thắng, bạn sẽ được tăng số điểm lên, điểm tăng lên, tiền tăng lên thôi. Còn đây là những cái mà gọi là chơi game. Cáo vô thì các bạn sẽ chịu bản quyền nên sẽ không tốt lắm. Trong ứng dụng này là kiếm tiền rất đơn giản lắm các bạn. Thì xong phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài cũng đơn giản thôi. Thì trên điện thoại Android hoặc là iOS thì nó đều có hết. Đó, cái size này là 2000 điểm, ba hình giống nhau. Này 3000, này 7500 đó, mà nhiều cái lắm. Nên các bạn cũng có thể kiếm tiền thêm bằng cái cách là chơi những cái trò chơi này. Bạn cũng thể kiếm được cái điểm tăng điểm thu nhập lên. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ứng dụng và các bằng chứng mình đã kiếm được những cái đồng tiền từ ứng dụng Fronto này. Rồi xong, mời các bạn vào cài ứng dụng. Cài đặt ứng dụng Fronto thì đầu tiên các bạn sẽ vào CH Play. Các bạn bấm chữ F R O N T O gọi là Fronto. Thì sau cái giao diện hiện ra rồi sẽ bấm chữ cài đặt và bạn bấm chấp nhận. Thì thời gian chờ nó tải xuống, khi mà chờ tải xuống hoàn thành thì nó sẽ ra cái giao diện của Fronto. Thì các bạn sẽ lần lượt cài đặt theo mình nhé. Thì mình cũng quay cũng rất là chậm thôi, cũng rất là chậm cho nên các bạn sẽ theo dõi một cách tỉ mỉ hơn. Cho ứng dụng này cái lưu lượng nó cũng hơi cao cho nên nó sẽ chạy hơi chậm xíu. Thì các bạn sẽ chờ chạy xong và các bạn sẽ tiến hành đăng nhập. Đây là một cái series mà kiếm tiền rất đơn giản nhất. Mỗi ngày các bạn mở ra, các bạn sẽ được 100 điểm. Đó là bấm chữ đồng ý. Do mình cài phần mềm chữ Pinwood nên nó phải đồng ý. Rồi xong các bạn sẽ bấm chữ mở ra để cho ứng dụng mở ra và các bạn cài đặt. đó, cái giao diện nó sẽ rõ ra. Rồi các bạn sẽ đăng nhập bằng Facebook hoặc là Gmail. Thì đây mình đăng nhập bằng Facebook cho nó dễ tiện lợi hơn đó. Rồi các bạn cũng nhập Facebook. Xong các bạn nó sẽ load vào cái ứng dụng. Rồi, cứ như thế là các bạn sẽ kiếm tiền thôi. Đó, khi mình đăng nhập xong thì nó sẽ cho mình là 1000 điểm. Rồi, ngày đầu tiên nó sẽ cho mình 500. Và cái ngày kế tiếp là sẽ cho mình 100, 100. Rồi, ngày chủ nhật. Kiểu 1000 điểm tương đương với khoảng gần 2000 đồng. Đó. Rồi, các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu của mình vào để các bạn sẽ được hưởng thêm điểm nữa. Thì bạn sẽ nhập mã là Thân Nguyễn, Thân Thiện chứ. Thì cái mã này các bạn có thể sửa được, cho nên khi mà cài đặt xong các bạn sẽ sửa lại thành một cái tên dễ nhớ. Nó để là do mình mới cài đặt thôi, chứ thật sự là nó đã cộng điểm rồi. Thì các bạn sẽ lần lượt xem vào đó. Xin chúc mừng đó, bạn đã được 1250 điểm. Thì khi các bạn cài xong, các bạn có mã thì các bạn comment dưới video của mình, thì những người xem ta có thể nhập cái mã của bạn, có thể nhập cái mã của mình đó, tùy theo thôi. Chung muốn nhập mã mình thì nhập thì hưởng công tác giả thôi, bạn không nhập thì thôi, mình cũng chẳng có phiền hà gì đó. Đó, do nó nhập nó chưa ấy thôi thì mình sẽ làm lại đó. Thật sự đó, bạn thấy không, nó đã cộng cho bạn là 1250 điểm rồi đó. Khi các bạn mới cài thì các bạn sẽ được là gần 4000 rồi đó. Thì việc kế tiếp đó, là các bạn sẽ chơi game hoặc là các bạn sẽ mở ra hàng giờ. Đó là một ứng dụng phá màn hình luôn đó. Thì những nhà đầu tư phát triển ứng dụng, người ta không muốn đưa quảng cáo thì ta sẽ đưa cho những người affiliate để giới thiệu cho họ. Rồi cái phần cài đặt ứng dụng tới đây xong, thì kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem những cái bằng chứng mình đã thanh toán ứng dụng này. Thì các bạn sẽ xem lướt qua với ứng dụng mới cài đặt xong sẽ như thế này. Đó, rất là đơn giản không? Đó, khi các bạn mới cài thì nó sẽ có một cái mã mặc định như là thông 669. Thì cái mã này các bạn sẽ tùy chỉnh lại thì bằng cách là các bạn bấm vô chữ tùy chỉnh mã của bạn. Bạn bấm vô rồi bạn chọn cái mã thành, bạn bấm vô chữ nộp là nó sẽ ra cái mã bạn mong muốn để các bạn có thể giới thiệu bạn bè dễ nhớ hơn. Thì nói chung ứng dụng kiếm tiền trên điện thoại nào cũng vậy, các bạn kiếm bình thường thì các bạn không được bao nhiêu, thì các bạn muốn kiếm nhiều thì các bạn phải chia sẻ cho những người khác biết thì mình mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, ứng dụng đã cài xong, đó là mình nhập cái mã mình mới xong cho một cái máy khác thì nó sẽ tăng lên được 3500 điểm không? Đó, tương đương với 7000 đó các bạn, chỉ trong vòng tích tắc 30 giây mà các bạn đã kiếm được rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem qua cái tài khoản này. Mình đã kiếm được cũng khá nhiều tiền. Đó. Thì các bạn sẽ đổi thành thẻ Viettel, Vietnam Mobile, hoặc các bạn cũng có thể rút về tài khoản quốc tế, đó là tài khoản PayPal. Thì PayPal thì các bạn cũng sẽ đổi về ngân hàng thôi. Thực sự cái tiền PayPal thì các bạn sẽ không xài được ở Việt Nam, thì các bạn sẽ bán PayPal và các bạn có thể đổi về rút trực tiếp về ngân hàng để các bạn lấy tiền Việt Nam đồng. Đó, thì mình sẽ đổi cho các bạn xem. Có thể mình theo 200.000 thì nó sẽ mất hết là 88.000 điểm. Đó, điểm quy đổi là 150V, tương với 88. Đó, rất là nhanh gọn không? Trong tắt là sẽ có điểm liền. Dạ, các bạn nhận được tiền thôi. một ứng dụng hàng ngày, các bạn chỉ cần mở ra thôi là các bạn có tiền rồi. Còn bạn nào mà có cao siêu hơn thì có thể là giới thiệu cho bạn bè và có thể làm video với mình để lên YouTube. Thì trong thời gian qua thì các bạn cũng kiếm tiền theo cái kênh YouTube Thân Nguyễn của mình, cũng một số series kiếm tiền trên điện thoại, một số series kiếm tiền trên web. Thì ứng dụng gọi là băng lết của Viettel, một ứng dụng có thể giúp bạn kiếm được tiền bằng việc là chia sẻ ứng dụng đến cho người dùng. Thì trước khi làm video thì lúc trước mình cũng không nói rõ cho bạn là các bạn sẽ nâng cấp lên gói 2 thì các bạn mới sẽ được hưởng cái phần giới thiệu đó. Thì mình cũng đã ghi dưới video đây, ghi bình luận dưới này là các bạn sẽ nâng cấp lên gói 2 hoặc gói 3. Gói 2 thì các bạn sẽ được nhận là 310.000, và gói 3 các bạn sẽ nhận là 330.000 đồng theo nhiều lời đã hứa hẹn đó. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và xem kênh YouTube Thân Nguyễn, và cũng có những cái lượt mà truy cập vô cái những trang web bán hàng của mình và những cái trang Facebook để có lượt truy cập. Rồi, xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ, và mình hứa sẽ đem đến bạn những cái series kiếm tiền ổn định và lâu dài. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.